Đây là viện dưỡng lão chùa Giác Hoa nè các bạn. Này ở trên Long Thành Đồng Nai nha các bạn. Hôm nay mình có dịp mình tới đây, mình vô tình mình đi ngang ở đây mình thấy đây là cái để là chùa Giác Hoa, mà nghe ở trước đây thì nó có tấm bảng là viện dưỡng lão nè các bạn. Đó, trước đây nó có là nhà dưỡng lão chùa Giác Hoa nè. Chân thành cảm ơn quý nam nữ Phật tử gần xa đã chung tay góp sức nuôi dưỡng người già tứ cố vô thân. À, mình vô tình mình đi ngang đây mình thấy ở đây là cái chùa, mình tính vô viếng thì thực ra hỏi cái mấy cô đây có hai cái cô lớn lớn tuổi nè, chỗ ngồi hai cô đang làm cỏ trước nè, nói đây là cái nhà dưỡng viện dưỡng lão gì đó, để mình vô mình tham quan nữa coi sao. Mình cũng sợ cái mùa dịch này không có cho vô, nhưng mà thấy có cửa mở hỏi thì mấy cô nói được, muốn vô thì vô. Đó, để mình vô đây mình tham quan thử các bạn. Đó, đây cái địa chỉ nè các bạn. Đây là địa chỉ là ở 123 xã Tam Phước, tổ 5 ấp Long Đức 1, thành phố Biên Hòa nha các bạn. Đó, ai có nhu cầu mà tới đây mà giúp đỡ những người lớn tuổi neo đơn thì tới đây. Cái khuôn viên chùa cũng rộng đẹp quá các bạn ơi. Đó, trước mặt mình nè, bên phải mình thấy có một cái núi đá nè các bạn. Đó, bên phải mình thấy có một cái nơi làm như cái tháp, cái núi có cái tháp ở trên vậy. Đó các bạn thấy không, tạc hình ngọn núi, trên ngọn núi là có một cái tháp và Phật Quan Âm. Khuôn viên cũng rộng lắm, có hồ nước nè kia. Còn bên trái nè, bên trái các bạn thấy có một cái chuông nè, cái tháp chuông nè. Trên tháp cũng có cái chuông cũng rất là lớn. Ở đây là Phật Địa Tạng nè, Địa Tạng Vương Bồ Tát á. Cái này ý là nói bữa nay là Phật Địa Tạng đang ngồi cởi lên một con sư tử màu xanh các bạn ơi. Đó, kế bên có một vị thần đứng nữa. Phật Địa Tạng là thường Phật Địa Tạng là thường làm đi ý là cái Phật Địa Tạng là cái tâm từ bi, giống như là giống như một kiền liên vậy các bạn, là đi xuống địa ngục đó giải cứu cho những người bị tội khổ dưới địa ngục mau được siêu thoát đó. Giống như đi xuống địa ngục, bởi vì nó có câu thơ nè các bạn, có câu thơ nè: xót địa ngục trầm luân khổ hải, thể lòng nhân độ tận chứng u minh. Đó, cái câu có một cái câu thơ nè, đó là ý là Phật Địa Tạng là đi xuống dưới Diêm Vương để mà xem xét những người mà tội nặng rồi đó kia, khuyên những cái tội đồ đó, niệm Phật này kia là để mà được mau thoát cái nơi dưới địa ngục mà tái sanh vào cái cõi an lành tốt đẹp hơn các bạn. Hôm trước này là có một cái hồ nước nè các bạn. Hồ nước rất là đẹp. Đó, Phật Quan Âm nè, tùy hỷ công đức. Đó, đến đây tùy hỷ công đức. Đây là Phật Di Lặc, Phật Di Lặc ngồi. Phía trong là Phật Quan Âm đứng. Phía trong nữa
phía trong xa nữa có Phật Thích Ca đứng ngồi ở giống như Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề các bạn. Đó, cái hình tượng phía trong đó, các bạn thấy không, Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề đó, có những cái đầu rắn đó, là những thần rắn đó, ở sau để bảo vệ cho Phật Thích Ca đó. Hồi nữa có cầu nữa các bạn. Đó. Đây mình thấy có cầu nè đó, các bạn đi qua cầu nè. Nó đi vô để chiêm bái Phật Quan Âm Bồ Tát á. Hai bên là có hai cái đường đi vô, hai cái cầu nhỏ đi vô. Rồi để mình đi lên đây chút xíu, mình thấy ở đây có ngọn núi. Giống như ngọn núi cũng đẹp. Điện thờ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. À, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là có ngàn tay ngàn mắt đó các bạn. À, đây là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nè các bạn. Đây là điện thờ của Bồ Tát. Đây có hình tượng là Bồ Đề Đạt Ma nè các bạn. Tôi thường nhìn Bồ Đề Đạt Ma là biết liền là có một cây gậy với một chiếc dài nè các bạn đó. Lúc nào cũng có cây gậy với chiếc dài á. Đây là Phật, đây là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nè. Ngàn tay ngàn mắt đó. Và khi mà được, có những cái chúng sanh có những cái nguy nan cấp bách hay gì đó mà kêu cứu thì Bồ Tát sẽ có ngàn tay ngàn mắt để quan sát và nhìn thấy và để đưa tay cứu giúp chúng sanh thoát khỏi trầm luân trong cái cõi cái ta bà này nha các bạn. Nay tin tưởng Phật Quan Âm là Bồ Tát Quan Âm thì cứ cầu nguyện đi sẽ được linh ứng nha các bạn. Bồ Tát Quan Âm rất là từ bi, ai cầu nguyện thì sẽ đưa tay cứu độ, mà phải có lòng thành tin tưởng thật sự nha các bạn. Lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Bồ Tát, niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc là đọc chú Đại Bi cũng tốt lắm nha các bạn. Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ba câu ba lại, thì đọc ba câu là ba lại nha các bạn. Ai có lòng thành tin tưởng đọc là lại là Phật rất là linh ứng để cứu giúp chúng sanh trong những lúc nguy nan khổ sở. Rồi giờ tiếp tục mình lên lầu. Đây là hoa mai trắng. Hoa mai trắng nhưng mà cái này là hoa giả nha các bạn, không phải hoa thiệt. Giờ tiếp tục mình lên lầu. Rồi nắm lên từng bậc thang nè các bạn. Ở trên đây là cái điện thờ của Phật Di Lặc và 18 vị La Hán. À, giờ mình đi lên lầu. Đây là điện Phật Di Lặc nè các bạn. À, ở trong thì nó hơi tối một chút. Nhưng mà nhìn rất là rộng nha các bạn, ở trong nhìn cũng rất là rộng. Giống như là Phật Di Lặc ở trên một cái ngọn núi vậy các bạn. Đây có cái này là Tỳ Hỷ Công Đức. Đó, à, các bạn thấy không? Phật Di Lặc bằng gỗ nha các bạn. Tượng Phật Di Lặc bằng gỗ nè. Trên cái núi này nó có chim én các bạn.
chim én, chim yến gì nó ở trong mấy cái hốc núi rồi, hốc đá nè, nó kêu chét 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 chét. Đó, quả đây là 18 vị la hán nè các bạn. À, đây là 18 vị la hán. Mỗi vị la hán là có một cái tên riêng nha bạn. Giống này là tôn giả phục hổ nè. Tôn giả phục hổ là cái vị la hán này là thu phục được hổ dữ các bạn. Còn đây là tôn giả Nan Đà. Tôn giả Nan Đà. À, giống như về kinh sách văn thư rồi. Đây là tôn giả Ca Chiên Viên. À, cũng như về thư pháp này kia. Tôn giả A Nan Đà. Đây là những vị La Hán, 18 vị La Hán với Phật Di Lặc. À, đây là Phật Di Lặc các bạn, cười rất là hoan hỷ. Các bạn thấy không, cái hình tượng của Phật Di Lặc lúc nào cũng cười hoan hỷ đó. Là cái bụng thì rộng, đó là bụng rộng chứa những điều hoan hỷ hết. Đó là dung chứa những bao dung cho tất cả, từ bi hỷ xả, bao dung giống như bụng to để chứa tất cả những điều tốt đẹp mà muốn ban tới chúng sanh vậy đó. Ở đây 18 vị La Hán các bạn. Trên đây là thiết kế như cái núi vậy. À, các bạn thấy như ngọn núi có những cái đá nham thạch nhiễu nhiễu xuống nè. Rất là đẹp. Đó có mấy chim yến gì nó làm tổ trên đây nè các bạn. Trên đây có mấy cái hốc đá tổ á. Chim nó làm tổ trên đây nè, nó bay. Đó, đây là phía ngoài nè các bạn. Phía ngoài đường nè. Hồi xưa cái con đường này nó vắng lắm các bạn ơi, cách đây mười mấy năm á, cái con đường này nó rất là vắng. Có về trước mình có dịp lên đây rồi mười mấy năm á, mà mình cũng không có thấy cái chùa này. Mình chỉ thấy cái chùa có ở bên phía bên cạnh thôi các bạn thấy không. Ở phía bên cạnh có cái chùa vàng á, là chùa Long Hoa, Long Vân gì đó. Mình cũng không nhớ nữa, hồi xưa là mình có ghé được cái chùa đó. Mà tại sao lúc đó mình không để ý bên cái đây chùa này. Sáng nay tính lên lại cái chùa cũ mình ghé rồi á, là màu vàng trước mặt á, tính ghé chùa đó mà cái chùa đó thấy đóng cửa, nên mình chạy lên chút xíu thì mình gặp cái chùa này. À, cũng là nhân duyên nha các bạn, nhân duyên tới đây mình biết được cái chùa này. Wow, đây là cây vú sữa nè các bạn. Cây vú sữa nè, cây vú sữa nè. Hồi này trái này còn nhỏ quá trời, trái này ngạt luôn các bạn ơi, vú sữa trái này ngạt luôn á, mà trái nhỏ không à, tàn rất là lớn. Thường thường trong chùa ta hay trồng cây sa la lắm, đây cây sa la trái rất là nhiều nè. Đây ghi các bạn, miếu bà chúa xứ nương nương, bà ngũ hành nương nương, thờ thánh mẫu các bạn. Mà ngoài đời đó mình còn bon chen đua tranh giành giật vì cuộc sống ngoài đời thì phải như vậy rồi đó. Nhưng mà cái tự nhiên khi mình rước vô chùa các bạn, khi mình rước vô chùa cái tự nhiên cái tâm mình nó thanh tịnh lắm, nó như phiền não nó cũng mới rơi đi. Mà lo lắng là bon chen hay là muốn làm để kiếm đồng tiền mà nó cũng rơi đi bớt đi phần nào các bạn ơi. Bởi vậy là lâu lâu các bạn phải đi chùa nha các bạn. Giống như nhiều người nói thôi, tôi ở nhà tôi đọc kinh cầu nguyện nhà cũng được rồi, khỏi đi chùa. Đồng ý là nếu mà ở nhà mình làm gì cũng được, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì lâu lâu các bạn cũng phải đi chùa. Khi mình bước vô cửa chùa rồi á, giống như
giống như ngoài đời đi, mình còn lo lắng nhiều cái này kia, hoặc là còn sân hận ganh ghét này kia nhiều cái, nhưng mà khi bước vô cửa chùa tự nhiên những cái tâm mình thanh tịnh lên, những cái phiền não mình nó dời đi bớt phần nào vậy đó. Các bạn rất là hay nha bạn. Để vậy lâu lâu phải nên đi chùa, viếng chùa đó, tự nhiên thấy cái tâm mình nó thanh thản nhẹ nhàng lắm. Đặc biệt là mình thấy một điều rất là hay nha các bạn, giống như giờ giống như ở ngoài đường, ngoài đời đi, hoặc trong công ty ha, chỗ nào ấy lối xóm đi đó. Dạ anh chào bà, cái chùa này là có lâu chưa bác? Dạ lâu rồi. Dạ. Ủa sư bà là chủ trì đây hay là? Không, sư phụ trên thành phố. À sư phụ trên thành phố hả? À. Cái này để cái này tổng cộng là mua nuôi bao nhiêu người? Dạ còn là cô. 29 người. 29 người hả? Tại không cho mình nhận nữa. Dạ. Dạ rồi vậy mình có nguồn tại chợ nào không, siêu cấp gì không có, hay là tí Phật tử là lâu viếng thôi? Với viếng này người ta cúng dường cho mình. Dạ, dạ. Đó, để con, thì con nay đi lên đây đang gặp, thường thường con đi cho tôi thấy chùa là con hay ghé lắm. Đó, vô để bái Phật với cúng dường tam bảo này kia, thì cái tấm lòng mình thôi, có nhiều mình gửi nhiều thôi. Nhưng mà con thấy hỏi là đi nghe con thấy chùa là con hay ghé, có dịp như tự nhiên vô tình đi ngang đi đây. Hồi xưa con có đi vô cái đường này rồi, mười mấy năm về trước con đi vô đây rồi. À cái này thẳng vô là trường Sĩ Quan Lục Quân 2. À thẳng vô phía trong là trường Sĩ Quan Lục Quân 2. Dạ. Đó lâu lắm mà đó con đi vô đây mười mấy năm trước thì đường vắng lắm. Con vô tình đi ngang thì con thấy cái chùa bên đó kìa, chùa Long gì cô? Long Vân. Long Vân con, chùa Long Vân thì con thấy là mấy năm trước là con ghé. Đó rồi cái giờ tính lại ghé lại chùa đó mà thấy đóng cửa rồi. Con chạy thẳng lên đây thì gặp cái chùa này mở cửa. Thì con nghĩ là đây con mở cửa nên vô được. À, như ai muốn vô thì bấm chuông mở cửa cho vô. Dạ. Chứ mình giờ mình cũng đây nhiều bà quá, mình cũng không biết ai sao. Dạ. Sức mình ngừa cho. Dạ dạ. Mấy bà nó đỡ. Dạ, với thường cái mùa dịch này cũng. Dạ, bây giờ mình sống giống như là sống với nó rồi. Dạ. Mình không biết ai. Dạ. Mà. Giờ thì kỹ như là sống chung với dịch rồi. Hai mạnh thì lướt qua. Nhưng mà mình kỹ chút thì mình đỡ chút. Dạ. Mình giờ mình bảo vệ mình chứ giờ không có ai là thuốc nào mà bảo vệ cho mình được nữa. Dạ, dạ. Thì giờ phải giống như gắng cầu nguyện Phật gia hộ cho thoát qua cái dịch bệnh để khỏe mạnh thôi. Chứ dịch này cũng nguy hiểm lắm. Mà cái này đâu có thuốc chữa cô. Này đâu có thuốc chữa đâu. Cho mấy vị đi ra ngoài đường. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi, chích đi chích thì kêu xe cho ai chở về xã chích. Dạ. Dạ. Nhưng mà ở đây có chích hai mũi hết rồi cô. Sắp chích mũi ba rồi đó. Dạ. Dạ. Bây giờ mình ngừa mình đi cho nó mình khỏi lây cho nó. Mình thì nó nói một mình thì không nói gì, mấy bà yếu mấy ông yếu. Dạ. Lỡ có một cái gì nữa người ta đâu có ta đem xong nữa chứ. Vậy là ở đây tổng cộng là bao nhiêu người? 29 mà bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? Luôn tu luôn đó. Coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 người nam. Dạ, 13 người nam. Dạ. Còn 15 người nữ. Dạ. Chưa mấy người tu. Dạ. Cái mùa dịch này thì ít có ai đi viếng lắm. Dạ, với chùa cũng sợ không có dám mở cửa cho, cũng bảo vệ cho mình đó. Trước đó. Dạ. Chứ để đồ trên đó xịt cái nước đó vô rồi cứ đi rồi đây ra lấy vô. Dạ. Ừ, thì bởi vậy nhưng mà vậy nó cũng hạn chế hơn. Nếu mà đi được vô thì người ta tham quan người luôn, người ta cúng lại rồi với người ta cúng nhiều hơn. Dạ. Kiểu gì đâu có biết ai đâu. Dạ. Giờ người ta để rồi bàn rồi đó đó, giờ có người ta đi xịt, người ta cũng kỹ lưỡng cho mình lắm. Người ta cho tiền người ta cũng xịt đều vô tiền. Dạ. Rồi cho đồ người ta cũng xịt hết những cái đồ thực phẩm. Dạ. Ta xịt hết rồi. Dạ. Cô dinh vô. Dạ. Vậy cho người nó an mình toàn. Cách mình vậy đó. Dạ. Người ta cũng biết. Dạ. Mình cũng đỡ. Dạ. Thôi nó
chú đến nghe chùa thì đấy đây con cũng chú con cũng viếng chùa, con cũng lễ Phật với cúng dường Tam Bảo với chúc cô cho con xin con cái thông tin cái tên với cái số điện thoại đi, tại vì con làm trong công ty cũng có những cái bạn người ta hay giống như bên hội từ thiện á, ta hay giúp chùa hay những cái những người già hay gì neo đơn hay những người bệnh hoạn á, thì để con đăng lên YouTube rồi với trong công ty con nhờ cái bạn đó hỗ trợ coi có được thì nữa là một là có dịp thì lên đây thì sẽ gửi quà thực phẩm rồi không thôi là chuyển khoản cho cô để có cái đủ cái kinh phí lo cho những người lớn tuổi ở đây. Dạ. Chú ghi thêm 0901. Bây giờ con không có cây viết đây, cô ghi giùm con luôn. Đó, đây là chánh điện nè các bạn. Đó, đây là chánh điện. Rồi Phật A Di Đà. Phật kia là thường thường phân biệt Phật A Di Đà với Phật Thích Ca là Phật A Di Đà là trước ngực có chữ vạn đó các bạn. Đó là Phật A Di Đà. Đây là Phật Hoa Bồ Tát. Còn ở phía trên đó là Phật Thích Ca nè các bạn. Đó, rồi đây là Phật Di Lặc. Nhìn cái Phật Di Lặc thì lúc nào cũng hoan hỷ, cũng cười hoan hỷ đó. Đây là có kinh Đại Bổ Tích. Cảm ơn cô. Đó để như là cô là người chủ trì giống như vua coi trong quản tự ở trong ở trên thành phố. Tại trên thành phố dạ. Cảm ơn cô. Đó. Có nhân viên nhà chú giúp đỡ cho. Dạ. Để con đăng lên cho có gì những người ta coi á, ta thấy người ta có giống như nhân viên thôi coi nhiều khi người ta thấy mà ta giúp cho cái chùa để lo cho những người lớn tuổi cũng được. Giúp bạn bỏ chú vú người chút cái người ta đang vô mùa dịch. Dạ. Đang vô đi mua gạo đem vô đây cho. Dạ. Chứ cái mùa dịch này cũng khó khăn lắm cô. Chùa này thành lập vậy lâu chưa cô? Tức là 97 mới bắt đầu xây dựng, nhưng thành lập là năm 70. 1970 là thành lập rồi. Giống như nhỏ thôi, rồi sao thì trùng tu từ từ lên cô. Từ năm 97 mới bắt đầu cắt lên nè. Dạ. Là cô tu học ở đây từ nhỏ hay là sao cô? Cô 30 tuổi cô mới về đây. Dạ. 32 tuổi cô lên đây nay nữa là 40 năm rồi đó. Dạ. Qua Tết nó là năm nay cô 70 mấy? 69 tuổi. 69 à, dạ. Dạ, cô về đây cô có 30 tuổi, 28. Dạ. Dạ. Mỗi ngày thì có khóa giống như đọc kinh hay gì? 8 giờ đó, cô đọc tới 9 giờ. À, 8 giờ, mỗi ngày 8 giờ, đọc tới 9 giờ. Không, 7 giờ qua đây bắt đầu cô lên, cô đọc cho tới 9 giờ. Dạ. Cô 8 giờ thì có người dặn chuông tới 9 giờ. Dạ. Chiều 2 giờ tới 3 giờ. Dạ. Rồi 3 giờ mấy 4 giờ là có người ta công phu. Dạ. Cái chiều với tụng từ khóa 6 giờ tụng tới 7 giờ mấy 8 giờ. Dạ. Này là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Này là Bồ Tát Phổ Hiền các bạn là cởi lên lưng voi. Này là Bồ Tát Phổ Hiền. Voi trắng. Đây xung quanh đây là những cái phòng để xung quanh là đây là mọi cái phòng để chăm sóc những người lớn tuổi nữa các bạn. Dạ, dạ không? Đó. Đây là cho những cái phòng để cho nuôi dưỡng nuôi những người lớn tuổi nè, những người lớn tuổi neo đơn. Đó, có từng căn phòng nữa. Phòng dạ, chào bác. Dạ. Ở đây bác mấy bác là
Mỗi ngày là ăn uống rồi là có trong chùa lo hay sao hết? Thì ở đây thì tất cả trong chùa do dưỡng lão trong đây thì ăn uống là trong chùa lo hết. Dạ, là những Phật tử người ta tới người ta cúng có cúng thì không có chùa không có lo. Nhiều lúc từ Covid tới nay Phật tử cúng dường thì cũng ít. Bởi vì Phật tử cũng khổ, là nhất thứ hai đi đứng này kia cũng có căng. Cho nên đến đây cúng kiến này kia nó phải có. Dạ. Trong chùa phải lo. Dạ, cái mùa dịch này thì nó đâu cũng khó khăn, nhiều khi đi lại khó khăn, nhiều khi người ta cũng không có giúp được nhiều. Hôm nay thì giờ khó khăn thì mình tình với tụi trì hỗ trợ. Dạ. Đó, bây giờ hỗ trợ giúp đỡ nhau thôi, đừng có đơn nhân dưỡng lão thì có dùng chứ không có gì này nổi. Dạ. Hôm nay Phật tử người ta cũng khổ quá mà. Dạ. Ít ai tới luôn lắm. Phật tử cũng khó khăn, nhưng mà hai nữa đi lại á, đi lại khó khăn, nhiều khi không cho đi được, không cho đi chỗ nào yên chỗ đó không đi được nên. Dạ thì cái chùa Long Vân nhiều ở đây nè, tính nãy tính ghé bển mà thấy đóng cửa rồi. Ở bên giáo hộ xuống tại chùa đó, đông lắm cho nên giáo hộ xuống giờ. Giờ bệnh nào nó gây chứng bệnh đi như đem giấy xuống nó niệm thông luôn không cho đóng. Dạ. Dạ. Bên đây còn mở cửa được cửa người. Dạ. Nó còn đi giao vô được, ví dụ mà quý vị vô một hai người, một hai ba người này kia đó. Dạ. Đi vô được, vô trách nhang hay là bắt này kia đó không quan trọng vừa. Nhưng mà mình thâm kính mình vô thì cũng còn đỡ hơn, mình nói nó không có vô. Dạ. Vì kia đó nó cần cái gì mua những đồ đó, đâu có bán đồ cha, đồ đó, đồ ăn ở bệnh đó. Mà qua nó đóng cửa sao quá. Dạ. Phá cửa đọc lại đọc nó biết. Dạ. Đóng cửa luôn, tiệc đó không cho mẫu luôn, sợ bệnh. Dạ. Mà trên đưa xuống rồi đâu có. Dạ. Rồi cũng gán để gán cái dịch bệnh thì nó mau qua. Thì thấy cái tình trạng này, thấy cái này tình trạng này cũng khó khăn chứ. Dạ. Bởi vì cái dịch bệnh này bây giờ nó càng ngày nó càng phát động mạnh. Nó còn thế giới này nó không riêng gì cái nước Việt Nam mình, mà ở Việt Nam mình nó cũng nặng. Dạ. Nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương mấy cái tỉnh gần đây nó nặng nhất. Dạ. Từ cái ca bệnh nó quá sức. Tôi còn ở thành phố mà khi cái mấy cái tháng rồi tôi đâu có về được đâu. Dạ. Đâu có dám về. Dạ. Bây giờ mình về đi được đường không ổng hốt mình phạt giả này kia mà tùm lum hết trơn mà đâu có dám đi. Dạ. Bệnh về đâu có dám đi. Dạ. Nhiều cũng lây một cái lên đây lây cho người khác nữa, còn việc người ta không dám đi. Ở trong đây thì nó được đỡ cái đó. Nhưng mà đây mấy bác được chích hết chưa? Chích hết rồi, ở đây thì già trẻ bé lớn gì chích hết. Là hai mũi hết rồi. Hai mũi hết. Dạ, đây ở tỉnh Đồng Nai đó, tại vì mới về đây thì nó cũng thuộc địa bằng ở Đồng Nai. Dạ. Thì quận Tân Thành này nó có cái mình có cái danh sách. Dạ. Ở đây thì phải có tên họ danh sách ở đâu tới. Dạ. Để có gì thì Đồng Nai nó báo xuống. Dạ. Yeah. Kia nó thông báo cho mình nghe là chích hết thì mình lên để mình chích. Dạ. Yeah. Ở đây được chích đủ hết rồi. Dạ. Yeah. Thì cũng mừng rồi, có chích thì coi nó đỡ an toàn hơn, lỡ có gì nó cũng nhẹ hơn là không có chích. À. Thì con làm công ty cũng có nhiều người trong cái hội quyên góp giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn đó, thì để con đăng lên đây rồi có là cái giống như cái phước duyên nào đó thì sự giúp đỡ của nhiều người thì cho cái chùa mình với nơi này được có đầy đủ điều kiện rồi lo chăm sóc cho mấy bác tốt hơn chút. À, chùa thì nhờ các Phật tử với các mạnh thường quân. Dạ. À, chiếu cố tới. Ví dụ chúng tôi là dưỡng lão cũng từ xuất thân từ cái gia đình nó hơi khó khăn chút. Dạ. Mình lên đây sống mình nhờ cái sự nuôi dưỡng giúp đỡ của chùa. Dạ. Để ở chùa thì cũng đâu có làm gì mà ra tiền. Yeah. Nhờ các Phật tử với cái lòng từ bi hỗ trợ các cái mạnh thường quân hỗ trợ giúp, ví dụ rau cải hay cái gì đó cúng dường đó là mình có gạo thóc này kia có để mình giúp cho quý vị dưỡng lão. Yeah. Đó, trong dưỡng lão chúng tôi thì nhờ có đó mà sống, ví dụ có khá thì mình ăn đỡ một chút, như bình thường cũng có gì thì ăn đỡ một chút, còn không có thì một ngày cũng ba cử cũng không có bỏ ngày nào, nhưng cái là cái ăn uống thì nó hơi chứ thấu cái thiếu. Dạ. Cũng vậy đâu nó cũng vậy thôi. Dạ. Gia đình giàu ở ngoài thì nó cũng còn bị đó đường mất chứ mình nó có gì đó thì ngoài ra thì ở trong đây dưỡng lão cũng cuộc sống. Ủa nhưng mà đây mình chùa cho ăn là ăn có chay không là hay là một tuần lễ một tháng thì có 4 ngày
Dạ. 14, 15, 30, 11. Dạ. Còn những ngày thường thì dành ăn mặn. Ăn mặn, dạ. À, ví dụ Phật tử mà được cúng dường, ví dụ cơm cá, cơm thịt gì đó. Dạ. Thịt miếng rau cải thì lấy cái đó nấu cho cái dường đạo này. Dạ. Mấy bác này còn đi tới luôn còn được đó. Đi dạy chơi dạ. Bệnh thì bệnh đa số lớn ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà ý là còn đi tới lui là cũng có đỡ. Chứ nằm một chỗ là cực hơn, phải có người chăm sóc này kia nữa. Đúng là cũng nhà hỗ trợ chùa cũng lo. Ví dụ bệnh hoạn này kia thì các kỳ khám bệnh để chùa cũng chi phí này kia để cho quý vị đến bệnh viện khám bệnh. Tiền đau yếu này kia thì dạ. cũng giống như gia đình thôi. Dạ. Không được bỏ. Đó, thì làm quý vị thì sống cũng đỡ, không đỡ gì. Trừ khi cái nạn số mà nó tới thì phải chịu thôi, chứ tôi bệnh hoạn này kia chùa cũng trực tiếp để mà lo.